Xin chào các bác cô chú anh chị nhá. Hôm nay dạo đá quay ở nhà vườn của cô Đỗ Vững nhỉ? Vững, cô Vững. Quay rất nhiều lần nhưng mà cô lại bảo là chưa quay lần nào, hôm nay làm lại một cái phóng sự đàng hoàng. Giới thiệu các bác, cô Vững ở khu vực giữa chợ Vạn Phúc nhá. Khu vực nhà vườn giữa chợ Vạn Phúc. Đấy, chợ cây cảnh Hà Đông Vạn Phúc. Đấy, cạnh cái khu vực nhà văn hóa Vạn Phúc ấy. Đấy, thì bây giờ là đi chi tiết từng cây của cô nhé. Cây ổi như này cũng 200.000 đấy thôi. 200.000 một cây ổi bé tí. Đấy. Mini. Mini nhưng rất mà đẹp, rất quái. Các bác nhé, có dịp ra lấy bởi cô bán rất hợp lý. Tôi rất là thích lấy của cây của cô. Tôi vẫn bán cây cho em và đấy. Hôm nay tôi thích một cây sung sung này. Hôm trước lấy cô một cây đây. Ở đây. Cây thác đổ như này là có 150 đây. Cây này 150.000. Cả chậu rất đẹp. Đẹp như này có 150 đây. Để bàn thì rất hợp lý. Đây. Để bàn rất là sạch, búng trà rất là hay. Chậu đẹp, cây đấy. Đẹp này, củ đẹp này. Các bác ở thành phố Hà Nội thì đây. Hoặc là những cái thành phố lớn, nhà đất chật thì chơi những cây này rất hay. Đấy. Đấy. Có 150 thôi. Cháu hỏi cô về cái cây này tí. Đấy. Vì cháu rất là thích cái cây này. Cây này đấy. Là cây cây sung. Dáng này là dáng lão mai. Lão mai. Cô có báo cháu là 5 triệu rồi đúng không? Đúng. Vâng. Nhưng mà nói 5 triệu nhưng cứ 4 triệu là bán. À thế à. Chậu đá. Vâng. Chậu cái đá. Chậu đã ra dáng tiền triệu rồi. Chậu rất đẹp rồi. Đấy. Còn cây lộc vừng đây. Cây lộc vừng ký đá thả đấy. Nước nhiều năm tuổi rồi. Rất đẹp. Đấy, ký đá. Đấy. Ký đá đây. Cây rất hay. Cây này cây răng lão. Vâng. Cây này là bán 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Thả nước rồi ăn mỗi nước không? Đấy. Lại có cả chậu đẹp luôn. Chậu đẹp, cây đẹp. Vâng. Đấy. Cô cứ để từ từ cháu quay chi tiết cái cây cho nó. Cho có mọi người người ta thích, người ta xem, người ta dễ hình dung. Năm bông ngũ phúc. Đấy, ngũ phúc. Lộc vừng. Lộc vừng này mà cứ thả nước thì kiểu gì cũng có hoa. Thả đấy. Nước lâu rồi thì nhiều nước hoa rồi. Đấy, có cái u cục rễ rất là kinh. Rất đẹp. Bám đá rất lâu năm ở dưới phòng này. Dưới này nước rất là mát. Chậu đẹp. Chậu rất là bề thế. Chậu rất đẹp. Đấy. Quay trở lại với cái cây sung này nhé. Cây sung này rất là bệ, rất là khỏe. Lùn lực. Rất khỏe. Đấy, chỉ có quay video các bác hoặc là trực tiếp ra đây xem thì nhìn mới thấy nó rất là thích chuẩn bonsai. Dòng sung nếp quả rất là nhiều. Đấy. Tay cành đã đầy đủ hoàn thiện, chỉ được chơi thôi. Đấy. Linh sam này, đang cắt đổ này. Ngoài những cây sung lộc vừng thì cô rất nhiều linh sam. Các loại cây tổng hợp. Rất nhiều cây. Nhà cô với nhà ông Lập là hai nhà to nhất ở chợ Vạn Phúc. Đấy. Cô nói không bận gì cứ ra đây nhá. Để cháu hỏi giá mấy cây. Đừng sao. Đấy các bác. Mua cây của cô thì dễ chịu hơn ở những khu vực khác rất nhiều. Cô kể cả nói thách không nói nhiều quá. Và cô vẫn có cái đặc điểm không nói thách nhiều. Và mua cây rất là dễ chịu. Mua cây của cô rất thích. Đấy. Hôm nay có cây sung rất thích và cây lộc vừng. Nhiều. Ngoài ra cô vẫn rất nhiều. Rất nhiều các ngoài loại. Ra cô rất nhiều la hán, rất là khủng. Nhà vườn nào hoặc là đây này mày quay luôn cây la hán này. Khu vực nào mà bác cây nào mà già tay cành đóng chuẩn như này là chỉ có 5 triệu chậu, 1 chậu à, 1 thế à? Triệu rồi. À, quá hợp lý nhỉ. 5 triệu một chậu. 5 triệu một chậu, mà chậu nó đã mua chậu nó 1 triệu rồi. Đấy là những cái hàng này, hàng cao to này. Đấy. Đấy. 5 triệu một cây, cả chậu. Rất hợp lý. Rất có hợp lý. 2 triệu, có 500. À. Nhiều thế thì rất nhiều lựa chọn cho các bác chơi. Bác nào mà chơi mà nhà có cái sân rộng và
thì để hai con này hai bên thì rất là hợp lý, mà giá rất hợp lý, giá rất hợp lý. Đấy. Còn những cây, cái cây mà to như này thì bao nhiêu không? To 80 triệu. 80 triệu. Đừng đấy. Tính 30. 80 triệu. Đấy, nó khác hoàn toàn nhé. Đấy. Đây là đẳng cấp khác cho những bác nào mà túi tiền nhiều hơn. Túi tiền nhiều hơn nhé. 80 triệu. Rất hoành tráng, bác nhìn. So sánh cái người cô với cái cây là các bác sẽ biết nó to như thế nào. Người cô rồi. Đấy. Rồi. Đây. Khu vực nhà vườn của cô là hai bên đường. Bên này nữa, tôi sẽ quay bên này trước xong sang bên kia. Đấy. Còn những cái cây linh sam nhỏ nhỏ này thì bao nhiêu tiền một cây cô? Linh sam nhỏ nhỏ có 200. Đây ạ. Như này. Đây. Đấy. Đây 200 này. Các bác thấy khác hoàn toàn so với báo giá đằng kia chưa? Đây. Báo giá đằng kia thì cây này phải 500-700. Đây. Nhưng mà đây chỉ có 200 thôi. 200. Rất hợp lý. Đấy. Mua là nên ra đây các bác nhé. Khu vực đằng kia mọi người sợ quá, mua đã. Mà chỉ cách đấy có khoảng độ mấy chục mét thôi. Đây cả to đây, nhỏ đây. Lớn bé khoảng nghìn cây các loại. Cho nên nói với các bác chia sẻ luôn là mùa ở đây rất dễ chịu. Kể toàn bán buôn thôi. Túi tiền lẫn cái đối xử con người với nhau nói chuyện rất là dễ chịu. Còn những cái cây như thế này thì bao nhiêu tiền? Cây này là bán 2 triệu. 2 triệu. Đây dáng đẹp nghệ thuật. Rất đẹp. Đây các bác nhìn cái tay, không biết là nó gốc nó bề thế bằng này. Đấy, rất nghệ thuật, rất bay. Rất nghệ thuật. Con này cũng vậy đúng không ạ? Cây con 1,5 triệu. À 1,5 triệu. Đấy. Rất hợp lý, rất nhiều lựa chọn nhé. Đừng có, bởi vì là ở khu vực này thì ít người ra đây. Mặc dù nó sát được chỗ trung tâm kia nhưng mà các bác nên ra đây. Cây gì cũng có và giá rất hợp lý. Đấy, 1,5 triệu. Còn cây lộc vừng này là bao nhiêu tiền vậy? Rất chực. Vừng ấy là bán 2,5 triệu. Đấy. Cái đá thả nước. Mà. Rất chực, rất chực. Con sai nghệ thuật. Một trong hai cây lộc vừng rất đẹp ở đây. Đấy. Cây gần các loại. Cây gần. Loại 200, loại 50 còn có. Đấy. Quan trọng là chơi là đã hoàn thiện và cả chậu cả biết rất là đẹp rồi. Chỉ về việc chơi thôi. Về chỉ chơi. Đấy. Những cây khế gần này là bao nhiêu tiền ạ? Cây khế gần đây là bán 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rất quái. Đấy. Rất u cục nha. Đấy. Rất đẹp. Này sẽ làm hai phóng sự về cái vườn của cô, về cô vườn rất là rộng. Ba cái khế này trên giá bằng nhau rồi. Giá bằng nhau. Ba cái khế gần. Đấy. La hán thì rất nhiều. La hán rất nhiều quá. Đây, thích nhất là la hán, chỉ 5 triệu một chậu mà cây nó tầm gần 2 mét các bác. Nếu mà tính cả chậu nó phải hơn 2 mét. Đấy. Thích cái sung này. Và tôi sẽ lấy cái sung này. Tiếp theo là đến bên khu vực bên này. Cái me như này là bao nhiêu tiền hả cô? 4 triệu cái me nhé. Quay cái tổng có 2 cam đẹp này. Đâu ạ? À, thu cối. Được rồi. Cháu sẽ hết cây này đến cây kia. Một thể luôn. Cây me rất nghệ thuật nha. Tất cả các loại từ mấy trăm nghìn cho đến mấy chục triệu, hàng trăm triệu cũng có. Phong phú cho mọi người chơi. Cây me dáng hoành rất là đẹp. Bệ rễ này. Chậu gốm, bệ rễ. Rất già. Rất già. Rất già. Đấy. Còn cô vừa nói là cây tùng này. Cây tùng này là có 200 g. 200 nghìn. Quá rẻ đúng không bác? Chơi đi. Cho những bạn nào mà sinh viên ấy, mà ít tiền ra chơi rất là hợp lý. Mà nó rất già đấy, rất nghệ thuật, bông tay là đầy đủ hết rồi. Đấy. Rất đẹp. Phi lao ở xanh rất nhiều. Cô có những cây phi lao rất là khủng. Vâng, tí nữa sẽ đi đến khu vực đấy.
cái cây xanh này kinh khủng. Cây xanh này là bao tiền cô nhỉ? Cây xanh này dáng khác đổ, phải vâng. Cái kia lên mình quay. Vâng, nhưng cháu hỏi giá cái đã, xong rồi sẽ hỏi giá để mọi người biết. 30 triệu. Cao 2,5 m. 2,5 m. Đổ lá nhỏ 5 liền. Vâng. Quá kinh khủng. Cháu vào cái. Quá kinh khủng các bạn. Nhìn như một quái, như một con quái vật trong rừng xanh phát đổ trong rừng xanh. Ôm các bạn. Ôm các bạn. 30 triệu. Rất hợp lý các bạn. Tiền nào của nấy mà. Rất bề thế. Phải hơn 2,5 m đấy. Chứ không phải gì 2,5 m. Tầm 3 m đấy. Đấy. Bông tán đầy đủ như một gọn thác. Ôm đá rất kỳ. Ôm đá rất kỳ. Đấy. Tiếp tục một con lộc vừng rất nghệ thuật. À, chậu đẹp. Chậu đẹp theo phong cách của miền Bắc. Rất nhiều thông phi lao. Phi lao. Còn me cũng rất nghệ thuật. Trực lão. Này trực lão luôn. Đấy. Này trực lão. Này trực lão. Tại vì tôi ra đây rất nhiều và quay phim, cô không nghĩ mình là có một cái kênh nào đấy để chia sẻ lên, mà cô chỉ biết đỗ sinh thôi. Nhưng mà thực sự đỗ sinh thì ra đây rất là ít. Tôi mới là ăn nằm ở chợ này các bác. Rồi. Xin được kết thúc cái video đầu tiên của vườn cô Vững ở chỗ cái cây sạch thác đổ cao 3 m, giá 30 triệu, xứng đáng tiền bác ạ. Nhìn rất là kịch, nhìn rất là kỳ quái và hoành tráng quá. Này mà làm một đôi ấy, nhà có điều kiện làm một đôi này thì miễn chê các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn.